có mua gì hết. Có nghĩa là hàng ngày bà đi hái rau ở ngoài ruộng đây này, bà về bà luộc lên bà ăn thôi chứ bà không có mua đồ ăn. Với bà nhổ con súng mà bông đỏ đó. Ồ bà đi luôn đó hả? Nhổ con súng theo đây nè, về đó nhổ đó theo cái chòi đó đó. Mà làm sao ruộng như vậy mà bà xuống được luôn đó hả? Bà xuống dưới ruộng được luôn đó hả? Vậy bà nói bà để bà xuống đây bà hai miếng rau muống tí về luộc mà đó bà không cho, bà cẩn thận không té nha. Không có. 86 tuổi mà nhìn có vẻ là còn khỏe lắm. Bà nói hàng ngày ngày nào bà cũng phải đi hái rau muống này, tiền cho cấp của nhà nước ấy thì bà không có ăn, bà chỉ có để dành. Còn là ví dụ như bà đi hái rau về xong bà mua hũ mắm ruốc đấy các bạn, xong về chấm để cái để ăn thôi. Ngày nào bà cũng đi hái luôn hả? Đi hái ăn gì à? Vậy là về chấm mắm ruốc ăn à? Bà giỏi chứ ta, chứ không có mua. Không có mua sao, tốn tiền à bà? Không có tiền thì bà không có tiền, không có nghĩa là bà sợ tốn tiền nên là bà không có dám mua đồ ăn. Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang đi trên đường dẫn về cao tốc Sài Gòn Mỹ Thuận đấy các bạn, Sài Gòn Trung Lương đấy các bạn. Thì vô tình mình gặp có một bà cụ đang chống gậy đi ngoài đường, cũng như nhìn bà khá là già rồi, mà trong khi đó thì đi lang thang ngoài cao tốc này, không biết là bà đi đâu. Cho nên mình mới ghé lại mình hỏi thăm xem là bà đi đâu đây. Bà đi đâu đây bà? Bà đi đâu đây? Dạ? Đi về á, nhà bà gần đây không? Đứng lùi đây con hỏi thăm xíu này xong con trở về được không? Hả? Con muốn con trở về dùm không? Đó hả? Vâng. Không. Sao vậy? Sao con bắt cóc hả? Sao con bắt cóc hả? Đi bộ mà ngồi mà nghỉ. Ghé đây con hỏi thăm một xíu thôi được không? Ghé vào trong đây này. Bà đi nhưng mà bà đi đâu đây? Vô nhà bà cái chòi lụp sụp hả? Là bà đó là bạn bà hả? Bà vào trong này lùi trong này ngồi này bà. Vào lùi trong này ngồi cho khỏi xe. Nhưng mà bà vào cái nhà bà nào? Cái nhà kia hả? Nhà đỏ đỏ kia hả? Là bà đấy là bà nào? Bà đó là bạn của bà hả? Cái bà đó là bạn của bà à? Là bà ở một mình hay ở với ai? Có nghĩa là bà cụ đấy ở một mình đúng không? Là bạn của bà tới bà thăm à? Bà tới thăm bà cụ đó hả? Rồi bà ở một mình hay ở với ai? Ở có một mình thôi. Không có con cái gì hả? Có cháu. Có cháu. Cháu như con vậy đó. Cháu lớn rồi hả? Cháu ra. Cháu ngoài á. Cháu ngoài hả? Cháu ngoài như bằng con vậy đó. À nhưng mà nhà mướn hay nhà thuê? Trời nói đi là. Nhà bà là có nhà không? Nhà sụp vậy đó. Dạ? Nhà sụp sụp vậy đó. Nhà lụp sụp hả? À. Nhà giống cái nhà bà kia hả? Bà đó cũng ở một mình luôn. Rồi bị có bị ốm đau gì không bà? Cái bà đó có bị ốm đau gì không? Không hả? Bà ở đó bà đi lượm với trai. Cho con để à, bà cụ đến đi lượm với trai hả? Rồi bà tên gì? Tôi hả? Dạ. Tôi Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 86 tuổi. 88 tuổi rồi. 86 tuổi. 86 tuổi. Ồ. Bà tuổi mèo á. À tuổi mèo hả? Tại con đi chia sẻ về mấy cái người hoàn cảnh khó khăn á. Con thấy bà ở đây chưa? Con tính hỏi thăm bà một xíu xem có giúp bà gì không? Bà ngồi lùi vào trong này được không bà? Hả? Ngồi lùi trong này con hỏi thăm một xíu được không? Hả? Đi lùi vào trong này con hỏi thăm một xíu được không? Ngồi chỗ này để cho nó khỏi xe. Thôi bà đi đây qua đây. Qua đây rồi đi ngay ngoài nó tuốt ngoài đằng xanh. Hay để con chở bà về. Thôi. Sao vậy? Thôi. Tụi nói đó, bà đi người ta chở bà đi luôn á. Oh. Bà chở đi luôn vô. Ý là sao bắt cóc hả? Vô nhà, vô
vô nhà trẻ, vô nhà dưỡng lão á, không biết đường đâu mà về. Con hiểu giờ rồi. Bà cha ông đa cho bà đã có gian bà con không đi nữa. Dù cha này cho bà đi bà con không đi nữa. Có nghĩa là bà sợ người ta là đưa bà lên xe cái là chở bà vào viện dưỡng lão luôn. Chở đi rồi không biết đường gì. Rồi bà có mấy người con? Bà có một người con à, hai đứa cháu ngoại như con vậy đó. Một người con, hai đứa cháu ngoại. Rồi bà ở chung mấy con luôn hả? Rồi con bà ở chung cháu ngoại á. Ở chung với cháu ngoại rồi con nó còn có ở chung không? Hả? Con của bà có ở chung không? Không. Không hả? Rồi ở chung với cháu ngoại, rồi cháu ngoại đi làm. Cháu ngoại đi làm nuôi bà hả? Rồi có đủ sống không bà? Ôi vất vả lắm con. Đôi tháng nhà nước cho bà được 257. Được 5-6 kg gạo với nước mắm. Có nghĩa là hàng tháng nhà nước cho gạo này. Rồi cho tiền trợ cấp này đúng không? Cho là tiền. Bà quê gốc ở đây luôn hả? Hả? Bà quê gốc ở đây luôn hả? Cho tiền già, người già này. Người già được 270 một tháng. 300 nè. Ba gạo. Gạo, nước mắm, nước tương. Rồi kia là cái bà kia là bạn của bà hả? Là bà tới thăm bà cụ đó hả? Bà đi bà không sợ xe à? Không, bà vô bà cụ đó, vô bà cụ lại ở nhà trọ đằng đó đó. Ủa bà cụ ở nhà trọ hả? Chứ không phải là nhà của bà hả? Bà đấy bao nhiêu tuổi cơ? Bà cũng 70 mấy tuổi rồi. 70? Bà đi không được bằng bà. Có cái bà đấy đi không được. Rồi bà đó ai nuôi bà? Ai nuôi bà? Bà ở với cháu. Dạ? Bà ở với cháu. Ở mấy đứa cháu hả? Rồi con bà có nuôi bà không? Con cái nó có nuôi đầy đủ không? Nhà nước nuôi. Nhà nước nuôi ấy hả? Nuôi. Tháng 270 đó có đủ sống không? Cũng sống, bà đi lượm với trai, lượm bậy gì nè. Bà đi lượm với trai hả? Lượm với trai hay đi lượm đồ ăn? Đi lượm cái gì đây? Nay người ta cho hay sao? Người ta cho cái bầu này già, người ta cho về bầu nấu nước. Trái bầu già người ta cho. Rồi cái này là người ta cho hết luôn hả? Nhưng mà đi lâu chưa mà bà về sớm vậy? Đi lâu chưa mà về sớm vậy? Bà đi lâu rồi. Đi lâu rồi hả? Con về thăm nhà bà được không? Hả? Con về thăm nhà bà được không? Nhà bà xa lắm. Xa lắm thì con đi cùng luôn. Nhưng mà cái lưng bà bị sao vậy? Cái lưng bà bị sao vậy? Bà bị thương. Bị thương à? Có cái lỗ này. Bị lâu chưa bà? Lâu. Đây này. Bị thương hai chân hết hả? Hai chân luôn hả? Tay. Tay nè. Nhưng mà sao mà bị thương? Hồi đó bà ở nhà đó. Bê mưa giấc ngay á. Bom. Rồi cái nhà nước á, chở lên bà lên nhà thương Chợ Giấy á. Rồi nằm luôn. Nằm luôn gì hết. Rồi bà bị thương cùng hết hả? Bà đi bà bị thương đầu, bà sức lỗ tai nè. Đây này, cái tai của bà bị giống là bị mảnh gì nó cứa này. Nguyên một cái bên tai luôn. Bể lỗ tai. Không sao đâu bà cứ ngồi đi. Hay vào chỗ này ngồi đi bà, vào chỗ này này. Bà đi gì à? Bà đứng vào chỗ này cho nó ra khỏi xe. Ôi giờ bà năm nay 86 tuổi rồi. Bà còn khỏe, bà đi vậy nữa. Dạ, có nghĩa đi cho đỡ buồn đúng không? Đi đỡ buồn. Dạ. Vào chỗ này con ngồi con hỏi thăm bà xíu được không? Bà bảo là ngày xưa bà bị thương cả chân cả đầu luôn các bạn. Trong cái đó thì ở nhà thì buồn cho nên là cứ đi lang thang vậy đấy. Ghé đây này bà, ngồi chỗ này con hỏi thăm xíu con biếu bà ít tiền. Ghé đây con hỏi thăm xíu rồi con biếu bà ít tiền. Ngồi chỗ này này, ngồi chỗ này luôn thôi. Cho nó khỏi xe thôi. Cho con xách túi đồ cho bà đi. Đến đây, vào đây. Cái túi nặng gớm đi. Đây bà đi gì? Đây bà. Hồi đó bà bị thương á. Rồi nhà nước. Nhà nước chở bà vô nhà thương Chợ Giấy. Rồi ngồi đây đi bà, ngồi đây được rồi. Nhà nước chở bà vô Chợ Giấy á. Bà nằm bà không biết gì hết á. Rồi ông còn không bà? Ông mất rồi. Ông mất lâu rồi hả? Vậy là ngày xưa bà bị thương cả chân cả đầu cả người luôn. Nhà nước nuôi nhà thương Chợ Giấy á. Nhà nước nuôi. Vậy là lương bà một tháng được bao nhiêu?
Lương bà một tháng là bao nhiêu? Không, hàng tháng 300 ngàn á. À, tháng là 300 ngàn. Đó có đủ sống không? Đủ sống, mình bà không ăn gì hết á. À, có mình bà thôi, không ăn uống gì đi. Ừ, bà không ăn gì hết. Giờ con cái nó cho thêm không? Không, bà đi hái dao đồ đó. À. Giờ bà luộc bà ăn. À. Bà mua hũ mắm vuốt á. À. Bà chấm bà ăn. À. Lúc này bà không có mua gì hết. Có nghĩa là hàng ngày bà đi hái rau ở ngoài ruộng đây này. Ừ. Bà về bà luộc lên bà ăn thôi chứ bà không có mua đồ ăn. Ừ, với bà nhổ con súng mà bông đỏ đó. Ồ, bà đi luôn đó hả? Ừ. À. Nhổ con súng theo đây nè, vậy đó, nhổ đó theo cái chòi đó đó. Mà làm sao ruộng như vậy mà bà xuống được luôn đó hả? À. Bà xuống dưới ruộng được luôn đó hả? Ừ, xuống đi chỗ nào cứng đi đi lên. À. Mình thôi. Bà nói là hàng ngày bà đi hái rau uống các bạn. Để giống kiểu là để về luộc. Trời ơi, tuổi này rồi mà còn phải hái rau muống để về để nấu ăn nữa các bạn. Bởi vì bà nói là tiền lương là người ta cho là bà không có đụng tới, bà chỉ có mỗi hái rau muống không thôi. Vậy bà nói bà để bà xuống đây bà hái miếng rau muống tí về luộc mà đó bà không cho. Bà cẩn thận không té nha. Không có. 86 tuổi mà nhìn có vẻ là còn khỏe lắm. Bà nói hàng ngày ngày nào bà cũng phải đi hái rau muống này. Tiền cho cấp của nhà nước ấy thì bà không có ăn, bà chỉ có để dành. Còn là ví dụ như bà đi hái rau về xong bà mua hũ mắm ruốc ấy các bạn, xong về chấm để lấy cái để ăn thôi. Ồ, bà cũng giỏi gớm mà, quá giỏi. Bà thấy đám rau muống đẹp quá nhưng mà bảo để bà hái kiếm nắm bà về và tí bà ăn cho nên đi cùng bà luôn. Wow, rau muống này nó cũng không tươi lắm à. Một ngày chắc bà hái một ít bà ăn là đủ đúng không bà? Ừ, một nắm. Một nắm hả? Đây này, kế bên đây có để con hái phụ cho. Lớn rồi mà cứ phải đi khổ vậy đó. Nghe đâu thì bà ở cùng với có một người con duy nhất à, nhưng mà ở cùng với cháu thì nói chung là người già mà, cho nên là nhiều khi cũng hơi khổ. À, ở đây có hai rau muống này. Ồ, rau muống non này. Ngày nào bà cũng hái hả bà? Ngày nào bà cũng đi hái luôn hả? Ừ, đi hái ăn gì. À, vậy là về chấm mắm ruốc ăn. À. À, bà giỏi chứ ta. Chứ không có mua. Không có mua, sao tốn tiền à bà? Ừ, không có tiền. Thì bà không có tiền. Không có nghĩa là bà sợ tốn tiền nên là bà không có dám mua đồ ăn. Ờ. Nhưng mà 86 tuổi mà như vậy là đang còn khỏe lắm này. Đó, cái ngọn này nó tươi đó bà, để con hái phụ cho ha. Thôi, còn hái ở ướp quần. À, bà chỉ có hái những cái cọng nó tươi như vậy thôi. Ừ, nó dược. À, ừ. Nó non dễ ăn đúng không bà? Ừ, à. Chứ cái ngọn này nó già. À. À, không hái. Đi theo bà ra ruộng đi hái rau. Lớn tuổi rồi mà hơi chịu khó đó. Phải chứng tỏ mắt bà còn tinh gấp ha. Nhìn thấy cọng rau muống nào tươi, tốt, ở đây, đây. Hái về là tí nữa là chấm mắm ruốc ăn thôi. À. Bà ăn tương à bà? Hả? Bà ăn tương hả? À. Bà ăn này á. Cái cọng này nó cũng tươi này bà. Ồ, bà lấy cây bà gậy luôn này. Ồ, ngoài đây có quá trời luôn này. Ừ. Nó ngọn dược. Đưa con gãy cho bà. Thôi được, hoặc kìa. Con bà năm nay lớn tuổi chưa bà? Hả? Con bà năm nay lớn tuổi chưa? Con bà, cháu ngoại bà. À, cháu ngoại của bà bằng con rồi đúng không? Ừ, bằng đây con. Bà. Cháu ngoại bà lớn rồi, nhưng mà con nó có nuôi không? Hả? Con có nuôi có không? Có một đứa con gái hả? À, có một đứa con gái. Là cháu gái hả? Ừ. Chứ không phải là cháu trai. Ừ. Rồi nhà đó là nhà mình hay là nhà mình mướn? Hả? Nhà bên đó là nhà mình hay nhà mình mướn? Nhà mình. Chỗ kia nó có mấy cái ngọng à? Là nhà của bà luôn. À, có nhà thì nó cũng đỡ hơn. Đó. Mắt bà đang tinh lắm, mà nhìn thấy mấy cái cọng rau mà nó tua tủa đó là bà hái mấy cái cọng đó đó.
chứ không có hái những cái cọng mà nó già về ăn không được. Là bà nấu cơm cho cháu ăn luôn à? Hay là bà ăn riêng? Bà ăn riêng. À, ăn riêng luôn. Có ngày cháu nấu cháu ăn, bà nấu bà ăn hả? Ừ. Ở bên kia cơ bà, bên kia cơ. Đó, đó. Đúng rồi, đấy, đấy, mấy cái ngọng đấy bà. Đó, đó. Cái cọng này không ngon. Đó, đó, đúng rồi, đúng rồi. Bà hái những cái cọng non chứ bà không hái những cái cọng già. Ừ. Hái những cọng già thì nó ăn nó không được. Đây này bà. Đây mình hái phụ cho bà này các bạn. Những cái cọng này nó non này. Chứ mà hái mấy cái cọng già quá là nó về bà ăn không được. Không. Con hái như vậy nè. Vừa bỏ bà bỏ trong cái lon nước á. À. Vừa cái bà ấy vừa cái ngày mai bà ăn nữa. À. Có nghĩa là mình bỏ lu thông mai mình mới ăn hả? Ừ. Đâu về mình ăn nhiêu ăn còn dư á. À còn dư mình mới bỏ đúng không? Mới bỏ trong cái lu nước mai ăn tiếp. Mai ăn ồ tiếp. Bên này nó quá trời ngọng luôn ha. Ừ. Này, bà nó gãy này. Để nó còn hái cho đây. Rồi. Bà gãy mấy cái cọng ở ngoài đằng sau rồi. Đây đây đây. Bà gãy một con hái ra đúng rồi. À, đúng rồi đúng rồi. Đây. Ừ, bà giỏi cho ta. Này, bà gãy mấy cái cọng này vô xong rồi mình với cho mình hái cho bà. Vừa đi chơi mà vừa có rau ăn bà ha. Hả? Vừa đi chơi mà vừa có rau ăn ha. Này bà. Về cái mình ăn mình bỏ trong lu nước. À, mình ăn không hết mình bỏ ở cái lu nước. Ừ. Bà giỏi lắm mà. Đấy đấy bà đi gảy mấy cái cọng này vô này. Đó. Dược. Dược. Già mà giỏi không? Thấy các bạn thấy 86 tuổi á. Đó, gảy rau vô. Đó. Sao bà giỏi chứ vậy? À. Một ngày bán nhiều không? Nhiều rau không? À. Ngày bán nhiều rau không? Bà luộc nó mềm, thật mềm ăn mới được. À, luộc nó phải thật mềm cơ, chứ còn răng bây giờ nó bị yếu rồi đúng không? Ừ. Răng bây giờ bị yếu là phải ăn với cái cọng mềm được. Có nhiều ăn, thôi đi về. Dạ đi dạ. Đủ ăn rồi. Mỗi bữa ăn có nắm vậy thôi hả? Ừ. Tám mươi sáu tuổi, phải tự kiếm đồ ăn. Có tiền cũng hình như bà cũng hơi tiếc tiền nhưng bà không dám mua đồ ăn, nên bà phải tự đi hái rau. Bà nói là bà không có tốn đồng tiền mua đồ ăn nào hết á, chỉ đi. Hái rau, hái đồ ngoài ruộng, ngoài vườn á. Rồi bông súng, rau muống. Rồi bắt đầu là mới về, mới luộc lên là ăn thôi. Dép bà đây nè bà. Cẩn thận trong số vào gốc cây nha bà. Cái dốc này cũng hơi cao này. Đó bà bảo tao đi được. Bà cần con đó không? Tám mươi sáu tuổi mà giỏi không? Đó, lên. Vậy là đủ bữa trưa rồi đúng không bà? Với mấy trái đậu bắp ở trong đó đó. À, có nghĩa là về ăn cùng với mấy trái đậu bắp nữa là xong. Ừ. Xong một bữa. Này mấy người ta cho bà mấy trái đậu bắp đây này. Đậu bắp mấy trái bí. À đây đậu bắp này. Ừ. Ô, bà mang cả cái liềm theo luôn hả? À. Mang cả cái liềm này đi hái rau hả? Ừ. À đi, đây đi, là đi, cái đi liềm. Cái liềm để bà đi. À bà đi hái rau bà quào đúng không? Ừ. À. Đấy bỏ vô là đủ bữa trưa đó. Ừ đủ bà. Ăn được ngày nay ngày mai. Ăn ngày nay ngày mai luôn. Ừ. À. Các bà ngồi đây con biếu bà ít tiền xong là hôm nào con ghé thăm bà nha. À, bà nha. Tiền để con đổ xăng. Thôi con cái này tiền của mọi người cho bà, biếu cho bà 500 nha. Thôi. Vô tình đi.
Hồi đó bà bị thương ở đây nè. Nó bị gì? Không có đất dây gân này, đất dây gân này. À, đất không gân hả? Ừ. Bà ngồi đi bà, ngồi con biếu bà ít tiền này. Thôi để con đổ xăng này đi. Tiền này biếu cho bà để bà mua đồ ăn nha. Con biếu nhiều quá vậy. Đây 500 mà. Ôi ơi, con biếu nhiều bà. Dạ dạ. Cái này tiền của mạnh thường quân biếu cho bà nha. Ờ, giờ con biết chừng nào bà gặp con nữa. Cảm ơn. Dạ dạ. Cảm ơn con. Bà đi cẩn thận ông xe nha. À, thưa các bạn ơi, thì hôm nay vô tình đi ngang qua đây mình gặp bà ở ngoài đường các bạn. Bà đang chống gậy đi lững thững ngoài đường, đi hái rau, đi thăm bạn. Cho nên là mình mới gặp bà thì muốn chia sẻ về cái cuộc sống của bà. Để hôm nào có dịp thì mình ghé mình thăm nhà bà sau các bạn. Còn bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau. Đấy, cứ đi lang thang ngoài đường, đi cẩn thận đúng không?